Dạ, vì TT là rái cá hoang dã, nó không có tiếp cận con người được. Nó gặp người là nó bỏ chạy không à. Nên con đứng ở bên đây con nhìn qua bên kia coi người ta làm cái gì. Người ta giăng lưới ngay mấy cái láng để hồi nước nó rút á, cá nó chạy ra thì người ta bắt. Chứ người ta giăng lưới ở giữa cái khúc sông này. Rồi, hiểu cách thức làm gì rồi đó. Đợi đi con. Ai đó con rái cá nó thúi rồi à. Nó mà tắm nước xong mà người nó thơm lắm. Mà lông của nó giống như là khăn lông vậy á. Giờ lấy lau mặt, lau khô nữa. Lông nó không có thấm nước. Lau lau xong rồi mình vẫn ướt mà cái lông nó vẫn còn y nguyên.